Hello, chào tất cả anh bà con nha. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu về những cái xe bãi mình đang còn ha. Yeah, với những cái xe ngày hôm nay bên mình đang xe đua đang bán ở bãi mình, thì với chiếc xe này bà con, nó là chiếc Daegu, xe Lasetti, biển số 75A ha. Xe này đang rút hồ sơ luôn rồi, chuẩn bị em ra tên là biển số 60 luôn rồi nha bà con. Anh em bà con nào mà chuẩn bị mua cái xe của em á, thì xe này thì em sẽ về biển số 60, và giá xe này em bán là 120 triệu cho bà con ha. Bán rẻ luôn nha bà con, để bà con xài Tết ha. Hay gì chuẩn bị tuần tới này em sẽ về thêm khoảng cỡ 4 chiếc như thế này nữa. Giá chỉ rất là rẻ, chỉ có khoảng cứ như thế này thôi, khoảng cái 120-130 thôi là có xe rồi bà con nha. Cho nên anh em nào mà muốn mua hãy đến trực tiếp bên Autofan để xem những cái xe bên em nha. Xe bên em bán với cho bà con là bên em sẽ có bao rút hồ sơ cho bà con, và bao ký ha. Và anh em nào mà muốn mua thì hãy liên hệ nha, bên mình là bao rút hồ sơ luôn nha, bao rút bao ký cho bà con luôn đó, và bao dịch vụ giấy tờ đầy đủ hết nha anh em. Bãi xe của mình nằm ngay trên quốc lộ 20, từ cái bao giờ dây vừa nó là 60 cây số ha. Anh em bà con đến đây thì nói chung là mình sẽ giúp cho bà con kiếm mua những cái xe tốt nhất. Xe này được đèn ha, tất cả những cái phần đèn còn rất là đẹp bà con ạ. Xung quanh xe thì sơn chủ trước đây người ta thay mới thôi, cho nên là xe mới tinh. Và xe này được cái là 4 cái vỏ mới nha, 4 cái vỏ mới 100% luôn nha bà con, 4 cái vỏ mới 100% luôn ha, đúng không? Vỏ mới 100% luôn, còn mâm thì mâm cũ. Dòng này phía trước là thắng đĩa thôi, phía sau là thắng đùm thôi. Thì cái giá xe này là mình bán là 120, đời 2004. Ở xe này mình bán là mình sẽ bao ký ủy quyền cho anh em thôi. Anh em nào mà ở khu vực tỉnh Đồng Nai ký thì bao ký, còn anh em ở tỉnh khác mà mua mà muốn rút hồ sơ mới tinh luôn ha, vỏ mới luôn. Anh em nào mà muốn rút hồ sơ thì bên mình sẽ rút cho anh em thôi. Đèn được mạ chrome hết rồi, Lasetti. Xe này là màn hình camera da đầy đủ nha anh em. Xung quanh xe thì anh em mà con cũng thấy rồi, không có dấu chày xước nha. Để đây nó hơi bẩn, nói chung là để đây đang đi rút hồ sơ. Cái gầm thì còn rất là đẹp ha, gầm thì nói chung là còn được, còn ok hay nữa không, còn rất là tốt ha. Anh em nhìn thấy cái vỏ không? Vỏ không, mua 4 cái vỏ mới tinh ha, tuy một cái xe cũ cùi cùi thôi mà cái gì cũng mới. Lúc đầu mình nhìn thấy mình cứ tưởng đó là cái vỏ cũ thôi, nhưng mà thật ra hồi nhìn kỹ là thấy mới tinh luôn. Thì cái vỏ phía này cũng vậy nè, bà con nhìn thấy cái vỏ này cũng vậy nè. Mình là bà con chui xuống gầm nhìn cái gầm một chút xíu ha. Cái gầm đó hồi trước đó là nó có mục, nhưng mà người ta đã thay thế rồi, thay thế rồi, cho nên là bây giờ cái gầm nó còn là đây này, nhìn theo nhau không? Hồi xưa là gầm này nó mục ha, có cái mục, có dấu hiệu mục, nhưng mà người ta đã làm rồi. Cho nên anh em mà bây giờ mà mua xe này về thì anh em khỏi phải làm gì hết ha, biết đi thôi. Gầm đẹp, nói chung là gầm là sexy mới rồi, không phải làm gì hết. Rồi tiếp tục về cái phần nội thất. Nội thất xe này thì nó cũng xuống cấp theo thời gian rồi, ghế thì còn nỉ zin ha, nói chung là không được, ghế nó cũng cũ rồi. Và cái ghế này anh em nào mà mua ha, anh em nào muốn thì anh em có thể ba ghế cậu ơi, anh em nào muốn mua thì anh em về có thể là bọc da ha. Còn cái xe này mình thấy nỉ zin còn cho nên mình để im, còn tấp bi cửa thì còn tốt ha, tấp bi này mới còn nỉ zin nè, cho nên là mình thấy nó còn xài được, mình để im. Với cái xe này với cái tầm giá này thì mình nghĩ là bà con mua về tập chạy thời gian ha. Chạy thời gian, ví dụ như cảm thấy mà thấy bên Pháp Anh có cái xe gì mà đẹp hơn hoặc là ngon hơn, có thể là chấp nhận lỗ 10 triệu 20 triệu mang lên đổi ha, đổi mình lấy xe khác thì mình đi ha. Đó, nội thất thì anh em nhìn thấy không, tấp bi nè, rất là đẹp ha. Cho nên là cái xe này mình đã nói rồi, nó mình nói là nó y chang vậy ha. Cho nên anh em mà để đến Autofan mà anh em nhìn thấy cái ghế hay tất cả những cái chi tiết của xe, anh em thấy không, nó cũng y vậy ha. Nên ghế nó còn nguyên ha, nỉ zin nguyên. Xe này thì Pháp Anh đang bán giá 120 triệu. Anh em nào mà có nhà hứng muốn mua thì liên hệ. Xe này thì bà con ạ, bên mình là sẽ bán cái xe này cho bà con. Và khi trong thời gian bà con xài, nếu mà bà con thấy bên mình có cái xe đẹp hơn hoặc là muốn đi luôn thì anh em bà con liên hệ để đổi xe.
Xe này thì bên mình là cho anh em thay bình mới nè. Bình mới máy ngon. À, dòng này ha, máy của nó rất là nhỏ, 1.6 thôi. Động cơ này 1.6 ha. Dòng này thì nó tiết kiệm lắm, 100 cây nó chỉ có 6, nó chỉ có tầm 7 lít thôi bà con. Thì em cũng chưa chạy qua cái dòng này bây giờ hết. Hồi xưa mình mua bán xe là mình xài, nói chung là thời gian mình xài ít cho nên là mình không biết được. Cho nên là anh em nào mà đã từng xài những cái dòng như thế này nè, đã từng biết những cái loại như thế này nè, thì hãy comment bên dưới, bình luận bên dưới để có thể giúp cho những cái người hoặc là những cái anh chị nào mà đã từng xài những cái xe Dustin này rồi, để họ có thể mua, họ về họ tập lái, họ tập lái thời gian có thể họ bán, để họ cho nên là anh em bà con nào mà đang có do dự mua xe tập lái thì nói chung em có cái dòng này thì tay lái rất là nhẹ ha. Nên mà máy nổ rất là êm, nói chung là cái dòng này máy nổ rất là chuẩn. Mấy cái dòng này khi em mua em cũng kiểm tra rồi, mấy cái dòng này mà nói bà con mà xe mà bị lỗi hoặc đổ hơi thì có lẽ là bỏ bà con ha. Cho nên là bà con đi mua, nếu mà những cái chỗ không uy tín hoặc là những cái chỗ bán không bảo hành lắm, bà con mình nên dắt thợ đi mua đi coi ha. Chứ mấy cái xe này mà đổ hơi thì em nói là thua luôn. Và mình phải coi nhớ có đặt không ha. Nhiều chỗ là người ta chơi hóa chất, người ta đổ vô đó thì bà con mua về bà con thay nhớt vô là xong luôn cái xe ha. Còn bên mình ai bán thì bên mình bảo hành, cho nên là bà con khỏi phải lo. Nếu mà bên mình mà đổ mấy cái nhớt hóa chất hay là đất nhớt đậm đặc vô để chống đổ hơi hay là chống keo thì chắc chắn là bà con thì bên mình sẽ không làm vậy ha. Đây, và cái xe này thì tuy đồ nó cũ cũ thôi nhưng mà mình ngồi lên mình cảm giác mình chạy mình lái nó cũng vẫn còn chuẩn ha. Nó không có như những cái xe mà ví dụ như là đồ cổ, thì bà con biết rồi, bên mình bây giờ cũng đâu có mấy đồ cổ đâu, lấy mấy đồ cổ về bán chán đó. Cho nên là và bán cho người ta là người ta đó, cái kèn này thôi, bán cho người ta về người ta xài, người ta sửa, người ta đi sửa miết rất là cực. Cho nên là thay vì mình bán những cái xe cổ vậy thì thay vì giờ mình bán những cái xe đời cao tiền tí xíu ha. Anh chị em nào mà ví dụ như là nhà gia đình đang nói chung là những anh chị nào mà đang có dự muốn mua xe mà gia đình kinh phí đang còn yếu, là muốn mua xe 20 triệu thì anh chị ráng dừng lại ha, dừng lại cái chỗ 20 triệu đó, anh chị nghiên cứu, anh chị có thể mua những cái xe cao cấp một chút xíu ha, ví dụ như là 70-100% ha. Chứ còn mua những cái xe thấp đó, nói thật bà con là về bà con đi thì bà con sửa suốt luôn. Nội cái xe mà 120 triệu mà con thấy nó đã tàn đến cái này rồi. Chứ nếu mà anh chị mà mua những cái xe cao tiền đó, thì em nói anh chị là còn thua nữa ha. 1.6 này, mới xăng là đời 2.4 ha. Đó, xe rất là chuẩn ha. Xe này thì có màn hình đầy đủ hết nha anh em. Màn hình dòng này thì màn hình đầy đủ hết, tất cả luôn, chi tiết của xe thì còn rất là tốt ha. Đây là cái màn hình cảm ứng luôn nha anh em. Nếu mà anh em nào mà cái này chỉ cần nhét thẻ nhớ hoặc nhét đĩa là có thể là xài được ha. Trần thì bằng nỉ ha. Đây. Khu vực đây thì nó có những cái hộc ly nước. Cần số dòng này nó xài cần số móc nha, rất là không phức tạp ha. Muốn ve là bà con phải bóp này nè. Muốn ve là phải bóp vậy, nó mới ve được. Chứ anh chị mà ve mà anh chị để im bình thường là anh chị không thể ve được ha. Đây là nó có remote ha. Rồi, mình kết thúc video nha. Cảm ơn anh em bà con đã theo dõi clip mình. Anh em bà con thấy hay thì nhớ đăng ký và chia sẻ cùng mình nha. Bye bye, hẹn gặp những bà con với những video tiếp theo. Anh em bà con thấy hay nhớ cho mình có like nha và đăng ký chia sẻ cùng mình nha. Xe này thì mình sẽ giới thiệu, mình sẽ giúp anh em, nếu mà anh em nào mà ở xa có thể là cọc tiền, hoặc cọc 1 năm hoặc là 10 triệu thì có thể mình sẽ giao xe trực tiếp cho bà con luôn ha. Nếu mà bà con không lấy thì bà con chỉ tốn cái phí bên em giao thôi. Còn số bao nhiêu tiền còn lại mình sẽ trả đủ nha. Thôi thì anh em bà con nào mà đang có do dự thì hãy đến trực tiếp xem xe ha, chứ đừng có mình do dự mà mình mua mình cọc luôn thì mất hay nha bà con. Bye bye.